đang là 10:25 sáng mùng 1. Có thu ơi. Cái hậu trường đây ngước xuống đây, ngồi giữa này đừng được có ngước mặt xuống xíu. Cái này là cái gì của ai? Mình nói thu quá, mình nói thu quá. Em bắn à? Thu quá. Không có nhắm đâu. Mấy gì đẹp không con? Ngồi chính giữa luôn. Mẹ tránh ra cằn. Ngồi chính giữa cái. Rồi ông này ẩm lên lấy cái đó đi mẹ chụp cho. Ông lấy cái đó đi. Lấy cho mẹ con.